Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, chúng tôi thực hiện chương trình niệm Phật chứng minh nhằm để hành trì pháp môn Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và tuyên dương chánh pháp của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Ngoài hai thời công phu và niệm Phật trước hồng ân Tam Bảo, quý vị mở chương trình niệm Phật chứng minh hầu trợ giúp quý vị lúc nào cũng nhớ Phật và niệm Phật, kiếp hiện tiền được vượt qua nghiệp chướng bệnh tật, kiếp tương lai sanh về cực lạc. Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết mạng kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính chúc quý vị nhất tâm theo câu niệm Phật, tinh tấn hành trì, đạt được thanh tịnh an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật quốc cả vũ trụ khắp cùng giảng
vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dường. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng nghi thoát mê đồn, dứt cuộc nghi luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Ba gia phải ráng làm lành niệm Phật cho rành, đặng thấy thần tiên. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc vậy thì giáng ra. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật A Di Đà Phật từ bi ở bên thiên trước chứng tri lòng này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật cho thường phải ráng lo lường kim chỉ từ đây. Nam mô A Di Đà
được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Làm Phật nhi phải ơi được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dòng cửu quyền sớm tối mấy màu. Chữ Nam mô dẹp được lòng sâu, sao thấy được nhà tiên cửa. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nghe điên dạy sau này thời thanh, ơi đây chỉ đường cực lạc giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
mới được sống cõi tiên thanh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Được thánh thời nhờ chữ Nam mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Trong những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bể Ngọc Long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Nam
sanh niệm Phật. Cõi đời cõi hạ giới rồng mây chơi dần. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Muốn tu hành thì phải ơi cần chuyên tưởng nhớ Phật chớ nên say bụi. Phật xuống miền dương thế. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam
lành đường ngon, hãy mau mau tu tịnh mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chư lục tự trì tâm bất diễn, thì lâm nguy coi kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép hai in mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật nào đợi mùi hương,
miệng tâm thành kinh tòa chương cùng gần. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Thương đời hết gia cầu lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô sao chữ Di Đà, từ bi tế độ dễ màng chúng sanh. Xưa nay sao chữ lành tâm, chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít thôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Di Đà Nghi Phật Tổ ngóng mơ trong chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Chẳng cần sớm tôi ghi vào lòng sao chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều ta đặng hạnh phúc nhờ lòng cô. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Việc vui sai mèo mả đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục từ. Nam
dình với câm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lung cũng là trì chi. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Gắn công trì niệm sớm khuyên, thân tuy còn tục như tâm liền cõi mê. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột cho. Tình độ vui, tình độ nhàn vui, Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành.
thường như trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giao. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Muôn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Kính thưa quý vị, chương trình Niệm Phật Chứng Minh phần 1 đến đây tạm dừng. Kính mời quý vị thưởng thức tiếp phần 2. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, đạo quả viên dung. Nam mô A Di Đà Phật.